Ơi, chào cả nhà ha. Thì hôm nay mà cả nhà theo chân của Lúa TV đi xem chài cá trên sông nha các bạn. Không biết có được nhiều cá hay không các bạn ơi. Rồi mà các bạn theo dõi video mình nha. Cá không đây? Có kìa. Ồ, cá giò luôn. To còn nhóc trơn nè. Ôi ôi. Thôi đi cả nhà ơi, mới chạy có một trời nè cả nhà, có chạy cá luôn nè, xong thì nhiều cá thì cả nhà đó. Đó không? Giờ mình theo cầu tư mình đem cái chài này lên trên lò mặt bộ các bạn để mà có cá nha, để cá nhiều lắm các bạn. Cái này là chài một chài chắc đủ ăn luôn các bạn ơi. Đây nè, đây cầu tư có để sẵn cái xô để đựng cá nè các bạn, mới này có gái mồi gì không? Có cái gái. Rồi được con cá chép nè. Anh vợ hay là à, cá quá trời luôn. Cá này nuôi được, cá chép này nuôi được, chép trên cỏ. Cái mà trời nãy trời nó hơi xéo đó, có linh nữa hả, có linh nhóc luôn kìa. Chài ngon và đủ kho ăn rồi. Thôi, chui. Rồi chài chừng mấy chài vậy? Ba chài là xong. Mấy bến này chứ đâu có. Còn chài đâu nữa không? Khơi lằn cây dính cây đồ lằn chữ nổ sâu lắm. Cái này cá giò nhiều không cô Tư? Cá giò nhóc một đứa. Cây khóc ha. Nhà thấy mấy ông câu dính quá trời luôn. Vô coi rồi, coi rồi. Cá này giờ làm gì ăn không? Kho thì chỉ làm chiên chứ làm. Cá này chắc xương nhiều, có trắng nhiều nè, coi được con có giò coi. Thì đây cả nhà, nhiều cá nè cả nhà. Đó, ở quê mình đơn giản vậy đó, thì sáng sáng ra xong chài cá thì chài dừng chài và chài là có cá ăn các bạn. Thì bữa nào mình cũng thấy cô sáng nào mình cũng thấy cầu tư mình đi chài cá đó các bạn. Thì cầu tư chỉ cần cầm ra mấy sông nè, quăng chừng khoảng 1-2 chài hoặc là 3 chài là có đồ ăn nè các bạn. Thì giờ thấy cá có mấy con cá nhỏ nên cầu tư đi thả nó bớt nè các bạn. Thấy chết không trời? Rồi rất ngon rồi. À, cao lên. Bên trong là những cái đìa nuôi cá nha cả nhà. Thì do cầu tư á móc đất lên trồng mít nên có mấy cái đìa nè nuôi cá. Cá đẻ trơn rồi. Còn mấy con à. Còn mấy cái mà dẫn này để ăn. Rồi mấy cái này còn thả nữa không? Không. Ăn cái gì? Này, giờ trời. Cái này là dục bắt mấy cái liền thôi các bạn. Giờ mình sẽ đi theo ông cầu tư mình đi chạy thêm một chạy thứ hai. Chạy là không biết có trúng hay không. Cái này chạy dưới sông thì trúng thất nha các bạn. Bây giờ đây cái chạy thứ hai chuẩn bị chạy đây. À.
Ngay cái bến này, chỗ này cá cũng dịu. Mới chạy đằng kia sợ nó nhé. Hót cái này hơi tròn. Có dướng ba lục bình này. Cái này chắc dướng ba lục bình. Dưới lục bình nó nổi rồi. Đây cả nhà ơi, những cái trường hợp như là dưới lục bình như vậy thì cá nó ra hết nha cả nhà. Tại do cái dòng sông đó, nước nó sâu á, mà cá nó hút đó. Mà trời mà dưới lục bình thì nó nổi lên trên rồi mà cá ra hết trơn rồi. Hất. Chờ đừng con. Cái này vô được một con một mười. Trời ơi, bắt đi ra thôi. Cái này gì? Dướng vô nhánh lục bình cái quốc luôn. Cái này đủ kho rồi. Tám được câu vậy ta. Câu nhiều hơn. Rồi ok cả nhà ơi, do ông cậu mình chạy để đủ ăn là vô được bạc. Mình thấy ông Tám của mình đang câu cá vô trên sông này, nên mình lại mình quay cho các bạn xem. Không biết có cá nhiều hay không nên mà ông Tám mới bắt đầu xuống câu à. Rồi các bạn xem đi cùng mình đi thêm câu cá nha. Đây ngồi về coi ông Tám câu cá. Chút mà. Nay đâu thấy ốc cá nhiều đâu ông Tám. Kia này để xuống giật lên, để giật lên đủ về cá chút chút không à bà ơi. Dạ. Ừ. Ok, câu nhỏ gì giật nó bây giờ. Trời. Lên câu ha. Qua nó câu ở đây. Cái cũng dài quá chứ bộ. Dài với câu ý thôi, làm cái đọt cho nó bự, cái đọt kia còn dài nữa mình đâu. Bỏ bớt thôi. Chưa có con nào. Bộ mới vô khởi đây nè. Đây, mồi. Em móc mồi vô thử coi. Bữa nào chỉ bài mồi câu cá thôi coi. Thấy con câu nhiều quá mà. Móc nhỏ vậy hả? Nó mỏng thơm không? Nhiều mồi đây được câu rồi đủ ăn. Đủ ăn là gì? Vậy là tự dạy luôn không ta? Bỏ về tự chạy mồi xuống luôn. Nó con gì nữa. Xong là lục bình quá trời luôn, ta sẽ thuốc cái gì mà chết trơn kìa. Cái mít bệnh này ông chính không có ai ngủ dữ không ta? Đó, nhà ông đó, bữa nào ông ngủ dữ. Lên dữ, ngủ dữ hả? Đây, giật phát đầu tiên cho quét nha các nhà. Giờ thì ông Tám chuẩn bị móc mồi đây nè. Thì do cần câu này cần câu nhỏ nên móc mồi nhỏ nha cả nhà. Chủ yếu là câu cá nhỏ thôi. Câu này cũng có thể giật cá lớn nha, nhưng mà hiếm lắm cả nhà ơi. Giật vậy là nó nhát không? Là nó bắt mồi rồi đó.
Lên lên chắc à. Ô, quá nhỏ. Một em đây cả nhà, con đầu tiên nha cả nhà, thấy có tinh thần hưng phấn rồi đó. Đây, mình tiếp tục mình theo dõi con tám câu được nhiều các bạn. Con đầu tiên chìm cái phao xuống. Con này nhỏ mà nó cũng lô quá ha. Nắng là 30% đạm mà có đạm là được rồi phải không? Ví dụ này một ống dột chuối, ống dột chuối cho muôn lòng nguyên hộp không? Rồi, màu ống là đủ rồi gì hả? Màu ống với thức ăn 30 đạm ăn đủ mẹ chừng 2 nắm gì thì 3 nắm gì thì bỏ vô mình ngâm cho nó mềm. Nó mềm xong xuôi bắt đầu mình mới đổ, mình chắc nước ra mình bỏ, mình đổ dầu chuối vô rồi mình bóp bóp xong xuôi hoàn toàn cái mày mới dắt cám bột lên, cám lên hả? Và cái là cám mà thứ nhữ cá đó à. Lên một em nữa. Con thứ hai. Con này hơi gì, hơi bự thôi. Con này cũng cỡ con bự hơn nó một chút. Câu chừng chục con đủ kho cá ăn à. Đó, vô rồi. Đó, một em nữa nha. Đã chưa? Lứa lứa không đều đều. Con này bự hơn nè. Vài con nó đủ kho đó. Rồi chỗ này chắc về luôn hả ông Tám? Thì nãy giờ ngồi xem ông Tám câu cá dồ các bạn cá cha thì cũng hơi lâu. Chắc mình cũng xin phép dừng video ở đây. Thì mến chào các bạn nha. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình nhé các bạn.